Hello, con xin chào cô chú. Ngày hôm nay thì con xin giới thiệu với các cô chú một số chậu đơn cam thái nha cô chú. Đây là mặt hoa đơn cam thái nè. Và đây là chậu đơn cam thái được giải đồng ở hội hoa Thiên An Đắk Lắk nè. Hoa rất là đẹp nha cô chú. Do cái mặt hoa này nó không được lên màu á, chứ thật ra là nó màu cam rất là đẹp luôn. Đơn cam của Thái nha cô chú. Và người ta thì bây giờ cũng chuộng cái đơn cam thái hơn cam rừng. Vì đơn cam thái nó trồng thì rất là xiên hoa, còn đơn cam rừng thì nó dễ bị chết đó cô chú. Hoa rất là đẹp luôn. Và hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2019. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ Vườn La, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây em sẽ giới thiệu với cô chú một số hình cây của nó. Và đây là giò mã số 1 nha cô chú. Giá tiền của nó là 250.000. Đây, mầm con lên rất là tốt luôn, rất là đẹp. Cọng cũng rất là mập nha cô chú. Một số mầm đang lên nè. Và có một số thân đã thắt ngọn rồi, đang sưng mắt nè cô chú. Và giá của nó là 250.000. Đây là giò mã số 1, đơn cam của Thái nha cô chú. Mã số 1, 250.000. Đây là mã số 2 của chú. Và cái nụ này nè, nó sẽ không được lên màu lắm, tại vì nó nằm ở trong thùng Thái á, khoảng 1 tuần á, nên nó không có nắng nên nó không được lên màu nha cô chú. Bây giờ mình chờ nó hoa xong á, mình đem mình treo ra ngoài chỗ nắng có lưới á, là nó sẽ lên màu. Và đây là giờ mã số 2, giá tiền là 250.000 luôn nha cô chú. Và chỉ có vài khóm là 250.000 thôi, tất cả còn lại là giá tiền là 220. Một số kỳ đang lên luôn nè. Và đây là giò mã số 2, 220.000. Và đây là mã số 3 nè cô chú. Giá tiền là 250 luôn. Đây, cái này đang sưng lên nè. $250.000 nha cô chú. Mã số 3. Mầm con đang lên đó này nha cô chú. Đây là mã số 4 của chú. Kỳ này dài nè. Giá tiền là 250.000. Đây là mã số 4 nha cô chú. Rất là nhiều thân luôn, đơn cam của Thái. 250.000. Và đây là giò mã số 5 của chú. Có rất là nhiều thân vẫn đang đi ngọn nè. Rất là non luôn. À, giá của nó là 250.000 luôn nha cô chú. Mã 5. $250.000. Mã số 6 cô chú. Cây này đang nụ nè. Đây, đang nụ nè. Và giá của nó là 220.000. Đây là mã 6. Đẹp. Cô chú. À, cái này nó đang sưng mắt nè. Thân này đang sưng mắt nè. 220. Mã 7. Đây là mã 8 nha cô chú. 220.000. Mã số 8. Rễ nó bám rất là tốt rồi nè cô chú. 220.000. Mầm con nó đang lên nè, đang xì lên nè. 220.000. Đây là giò mã số 8. Mầm con đang phúng lên nha cô chú. Đây là mã số 9 luôn. 220. Mã số 9, 220.000 rồi chú.
má 10 của chú. Mình coi đang lên này. Giờ má số 10. Đây nó đang sưng mắt này. Đó. Thân đang sưng mắt nha chú. Giá của giờ mã số 10 là 220 luôn. Mã 10 220.000. Tiếp theo đây là mã số 11. Đây, đây sưng mắt rất là nhiều của chú. Giá là 220 mã số 11. Và có một số thân nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Nó mầm con đang lên rất là tốt nha cô chú. 220.000. Giờ mã số 11. Mã số 12. Giá là 220 luôn cô chú. Nó có rất là nhiều thân. Giờ mã 12, 220.000. Mã số 13 cô chú, 220. Giờ mã số 13. Thân non còn rất là nhiều cô chú. Phần còn đen đi ngọn luôn. 220.000 mã 13. Đây là giò mã số 14, 220. Đây là giò mã số 15, 220.000 mã số 15. Và số thuận còn là 0908 846 804. Địa chỉ vừa là phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân Nghi, Long An. Và hôm nay chú quay 15 mã số lượng thôi. Và hiện tại là con còn rất là nhiều nha. Và qua lâu mình xin phục vụ chung.